Phúc đức sinh ra bởi biết đủ, tai họa sinh ra bởi lòng tham. Kính thưa quý vị và các bạn, cổ nhân cho rằng, người biết đủ luôn là người giàu có và hạnh phúc. Không những thế, người biết đủ còn biết điểm dừng, và họ không cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn dục vọng, lòng tham của bản thân. Vì vậy, người biết đủ cũng sẽ không bị tủi nhục và tránh được tai họa về sau. Đây cũng là điều mà Lão Tử đề cập tới trong Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh là một cuốn sách do Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 trước Công Nguyên, trong đó có rất nhiều chương Lão Tử đề cập đến đạo lý biết đủ. Hai chữ tri túc, tri chỉ là then chốt trong đạo xử thế của Lão Tử. Trong chương thứ 30 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết, người biết đủ là người giàu có. Tiếp đến trong chương thứ 44, Lão Tử cũng viết, danh giữ thân thuộc thân, thân giữ hóa thuộc đa, đắc giữ vong thuộc bệnh, thì cố thậm ái, tất thậm phí, đa tàn tất hậu vong, tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu. Ý tứ nói rằng, danh và thân cái nào quý hơn, thân và của cải cái nào trọng hơn, được và mất cái nào khổ hơn. Vậy nên, thương nhiều ắt tổn nhiều, chứa nhiều ắt mất nhiều, biết đủ thì không nhục, biết dừng không nguy, và có thể lâu dài. Trong chương 46 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử lại tiếp tục viết, họa mạc đại ư, bất tri túc, cửu mạc đại ư dục đắc, cố tri túc, thường túc hỷ. Ý tứ là, không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào to bằng ham muốn có được, bởi vậy, biết đủ trong cái đủ mới luôn luôn đủ. Đạo lý biết đủ của Lão Tử bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Biết đủ là cầu bên trong mà không cầu bên ngoài, là theo đuổi bản tính chất phác và sự dồi dào về tinh thần. Vương bậc thời Tam Quốc là người chú giải bình giảng Đạo Đức Kinh. Ông viết, người biết đủ do không mất mà luôn giàu có, người biết đủ sẽ không bị lòng tham vật chất quấy nhiễu, khống chế. Bởi vậy, dẫu có thiệt hại một chút về vật chất, nhưng họ vẫn không động phàm tâm. Trong một đoạn chú khác về Đạo Đức Kinh, Vương bậc còn viết, người biết đủ sẽ biết dừng lại, họ không cầu bên ngoài mà chỉ hướng vào bên trong mà tu thôi. Câu này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi sự giàu có về mặt tinh thần. Danh lợi và tiền tài là vật ngoài thân, là thứ không thể nắm giữ được mãi, truy cầu và chiếm giữ quá nhiều thì nhất định cũng sẽ mất đi nhiều. Con người ta chỉ nên có một phần danh lợi trong mức độ của nó, không nên chiếm giữ quá nhiều, phải biết đủ thì mới được dài lâu. Có thể nói, nhược điểm lớn nhất của nhân tính là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không thấy đủ. Một người chỉ có thể thời thời luôn thấy đủ, khi người ấy giảm bớt ham muốn, biết hài lòng và thỏa mãn những gì đang có. Bởi vậy, Vương Bậc đã nói, không có dục vọng mà biết đủ, và thuận theo tự nhiên mà biết đủ. Lão Tử vô cùng coi trọng đạo lý biết đủ. Ông cho rằng, biết đủ có thể quyết định vinh nhục, sống chết, hòa phúc của một đời người. Một người nếu biết đủ, thì những yếu tố khách quan như tiền tài, của cải, công danh, cho dù là không nhiều lắm, nhưng họ vẫn có thể tự nhận mình là người giàu có, bởi vì người biết đủ luôn không thấy thiếu thốn gì, không thiếu thốn gì được xem là giàu có. Trái lại, người không biết đủ, thì cho dù có nhiều những yếu tố bên ngoài như tài phú, nhưng vì lòng tham không đáy mà có thể gây ra họa lớn. Từ điểm này có thể thấy, Lão Tử cho rằng, một người giàu hay nghèo là được quyết định bởi biết đủ hay không biết đủ. Đối với những người cai quản nhà nước mà nói, dục vọng nhiều khi lại tạo thành tai họa lớn. Cho nên, những người này phải tu dưỡng tâm biết đủ, để khống chế ham muốn của bản thân, như vậy thì vạn vật và thiên hạ mới có thể tự nhiên an ổn. Có câu nói rằng, phúc sinh ra bởi vô dục, mà tai họa sinh ra bởi ham muốn. Biết đủ thì sẽ giàu có, người tham lam của cải mà không biết dừng, thì tuy có thiên hạ cũng không gọi là giàu. Lão Tử thông qua tư tưởng biết đủ để răn người đời, đặc biệt là người nắm giữ quyền lực. Con người ta biết đủ khi đứng trước tài vật và quyền lực, nếu một người không thể làm được điều ấy, thì khi tham dục vượt quá hạn độ nhất định rồi, thì tất nhiên sẽ tự rước lấy tai họa. Những người tham dục sẽ gặp phải tổn thất to lớn và nghiêm trọng với phương diện vật chất, địa vị xã hội và tinh thần. Vào triều đại nhà Minh, có một vị tiên sinh dạy học,
gia cảnh bần hàn, nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ, cảm tạ trời xanh ban phúc. Vợ của ông nghĩ mãi không hiểu liền hỏi, một ngày ba bữa đều là hút cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời, sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh, đói không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa, trong lao ngục không có tù nhân là cái hạnh phúc thứ ba. Chúng ta có cả ba thứ ấy rồi, chẳng phải đó là phúc sao? Nhiều người nhìn vị tiên sinh này, cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc, bởi vì trong lòng ông biết đủ, niềm hạnh phúc của ông đến từ góc độ tương đối. Một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc, có thể không thành công như người khác nhìn vào, nhưng họ sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc mà không để tâm đến việc đó. Với đạo lý tri túc, biết đủ và biết dừng lại, đó là tất cả sự khôn ngoan sáng suốt của con người. Tuy nhiên có kẻ cho rằng, câu này của Lão Tử làm ngăn cản bước tiến bộ của loài người, nhưng thực sự nó là câu châm ngôn vàng ngọc để lánh nguy cầu an, và mưu lược hạnh phúc cho cá nhân cũng như cho đoàn thể, tránh cho con người phạm vào tất cả các tội ác do lòng tham muốn, đèo bồng vô tận, xui khiến ta làm con thiêu thân cho vị thần tiến bộ và lòng tham dục vô bờ bến của con người. Do vậy, làm người nên thấu hiểu đạo lý biết đủ. Thấu hiểu đạo lý biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay mình. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Hãy like, share và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những clip mới nhất về trí tuệ cổ nhân, tinh hoa Phật Pháp và cảm ngộ cuộc sống từ kênh Nhân Sinh Quang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian để lắng nghe bài chia sẻ. Xin kính chúc quý vị luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.